mẹ con mình nghe nhạc nha. Khoa học đã chứng minh nhạc giao hưởng kích thích trí não trẻ phát triển từ bên ngoài, và Alpha Mama có DHA sẽ giúp trí não trẻ phát triển từ bên trong ngay khi còn là thai nhi. Trí thông minh của trẻ sẽ phát triển toàn diện với Alpha Mama có DHA và sự chăm sóc của tình mẫu tử. Alpha Mama, thành viên đầu tiên của gia đình Alpha có DHA, sữa dành cho bà mẹ có thai và cho con bú. Mitchelson, Hoa Kỳ. Công thức thông minh vượt trội A cộng, bước đột phá mạnh mẽ trong ngành dinh dưỡng nhi. Nghiên cứu đã chứng minh sữa bổ sung DHA và ARA với hàm lượng theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới giúp trẻ tăng 7 điểm thông minh. Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Số 6 đâu con? Alpha Pro A cộng là sữa đầu tiên với công thức thông minh vượt trội A cộng, bổ sung DHA và ARA, thành phần chính của não và cơ quan thần kinh trung ương, giúp não trẻ phát triển tối đa. Bây giờ tìm chữ A đi con. Ôi, con tự thông minh quá. Alpha Pro A cộng, sữa cho bé từ 6 tháng đến 1 tuổi, thông minh vượt trội ngay từ đầu. Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Hãy xem bé Minh trổ tài. Alpha Pro A cộng là sữa đầu tiên cho trẻ từ 1 tuổi với công thức thông minh vượt trội A cộng, bổ sung DHA và ARA, thành phần cấu tạo chính của não bộ và cơ quan thần kinh trung ương, giúp não trẻ phát triển tối đa. Ôi, con tự thông minh quá. Alpha Pro A cộng, sữa cho bé từ 1 tuổi trở lên, thông minh vượt trội ngay từ đầu.